đến quý vị và các bạn món cá phèn rau chiên. Bây giờ xin mời quý vị và các bạn nấu ăn cùng Lan nhé. Nguyên liệu chúng ta hôm nay gồm có 6 con cá phèn rau, dầu ăn, muối, bột ngọt và tiêu các bạn ạ. Trước khi chiên cá đó các bạn, mình ướp cá cho thấm gia vị nha. Bây giờ mình làm muối để ướp cá. Mình cho vào nửa muỗng hạt muối, nửa muỗng bột ngọt, nửa muỗng tiêu. Mình trộn đều cái hỗn hợp muối bột ngọt này lên. Thường thường á, cá đi chiên á, mình ướp mình khứa ra. Nhưng mà riêng cá này á, mình không có khứa nha. Mình khứa nó sẽ không có ngon. Mình để im nguyên con vậy nè. Mình thấm muối với tiêu với bột ngọt lên để mình cho nó thấm vô cá. Mình ướp mình để cá khoảng 10 phút. Sau khi mình ướp cá được khoảng 10 phút rồi các bạn, bây giờ mình tiến hành mình đi chiên cá nha các bạn. Mình cho vào chảo một ít dầu ăn. Cá sau khi ướp được 10 phút, bây giờ mình đợi dầu nóng, mình cho hết cá vào nha. Bây giờ dầu nóng rồi đó, mình xếp hết cá vào chiên. Mình chiên nhỏ lửa thôi nha các bạn. Nãy giờ mình chiên á, mặt cá bên đây cũng vàng rồi, bây giờ mình trở qua nha. Wow, hấp dẫn quá. Và mình tiếp tục mình chiên cho mặt bên đây nó vàng tiếp. Bây giờ mặt cá của bên này đã chín đã vàng luôn rồi nè các bạn. Vậy là món cá phèn rau chiên của mình đã xong. Các bạn yêu mến Lan, bấm đăng ký kênh để ủng hộ Lan, để Lan có động lực làm tiếp những video tiếp theo gửi đến quý vị và các bạn trong tương lai. Chúc quý vị và các bạn ngon miệng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video lần sau. Xin cảm ơn.